Chào quý vị đã đến với bản tin 6 giờ sáng của Vietnam Top News, bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và thế giới, được phát sóng vào các khung giờ 6 giờ sáng, 12 giờ 30 trưa và 18 giờ tối hàng ngày trên Vietnam Top News. Và tôi là Kim, người sẽ đồng hành với quý vị trong bản tin 6 giờ sáng hôm nay, ngày 11 tháng 11 năm 2020. Bão mới Vanco sẽ tiếp tục đi vào Biển Đông sau bão Itau. Mưa tầm tã Đắk Lắk khiến hàng ngàn người bị cô lập. Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Nam Thị lừa 72 người, chiếm đoạt hơn 190 tỷ đồng. Quan chức Bộ Tư pháp Mỹ từ chức vì không đồng ý điều tra bầu cử Brazil. Tạm dừng thử nghiệm vaccine CoronaVac của Trung Quốc. Chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong nước. Ông Mai Văn Kim, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Vanco sẽ tiếp tục đi vào Biển Đông với dự báo sức gió mạnh cấp 12 sau bão Itau. Đây là cơn bão thứ 3 đi vào Việt Nam tính từ đầu tháng 11 đến nay. Hiện ở phía đông Philippines, cơn bão Vanco đang hoạt động với cường độ cấp 8 đến cấp 9, tăng cấp nhanh. Dự báo khi đổ bộ vào Philippines, bão mạnh cấp 13. Do nhiệt độ mặt biển cao, bão Vanco sẽ tăng cấp, di chuyển tốc độ nhanh. Bão có hàng lưu rộng, khi vào Biển Đông ngày 12 tháng 11, vẫn duy trì sức gió cấp 12. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, bão Vanco dự báo sẽ rất mạnh, nếu chủ quan thì thiệt hại có thể rất nặng nề. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục lên phương án, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trước 3 cơn bão từ đầu tháng 11 đến nay, tính cả bão Vanco, miền Trung đã hứng chịu 4 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới trong tháng 10, bằng tháng 10 năm 1993, tháng được ghi nhận nhiều bão và áp thấp nhiệt đới nhất, theo quan trắc của Cơ quan Khí tượng Việt Nam. 3 đợt lũ cùng 13 vụ lở núi trong tháng qua đã làm 159 người thiệt mạng, 71 người khác đang mất tích. Do ảnh hưởng của bão số 12, địa bàn tỉnh Bình Định có mưa rất to và gió lớn. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra 2 vụ cháy nhà trong một buổi sáng ngày 10 tháng 11. Rất may, cả 2 vụ cháy đều không gây ra thiệt hại về người. Khoảng 9 giờ ngày 10 tháng 11, một đám cháy đã bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà số 44-46 đường Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Do trong nhà chứa nhiều vật liệu, hàng tạp hóa nên đám cháy sau đó lây lan nhanh, bùng phát dữ dội. Lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Định với hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và 3 xe chữa cháy đã được điều động đến hiện trường để dập lửa. Đến 11 giờ 30 phút trưa, đám cháy đã được khống chế. Tuy không gây thiệt hại về người, thiệt hại và tài sản chưa thống kê được. Cũng trong ngày 10 tháng 11, vào khoảng 8 giờ 15 phút, người dân địa phương phát hiện căn nhà của bà Đoàn Thị Đúng ở số 163-1 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Quy Nhơn bị cháy nên đã điện báo cơ quan chức năng. Bà Đúng cùng người nhà được đưa thoát ra ngoài. Lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Định đã điều 2 xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Việc tiếp cận hiện trường khá khó khăn do trời mưa to, căn nhà nằm trong hẻm và khu vực xảy ra cháy nằm trên gác nhỏ. Lửa được khống chế, không thể lan sang các nhà dân bên cạnh sau 30 phút tích cực chữa cháy. Vụ cháy khiến nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu rụi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 12 đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, mưa tầm tã suốt nhiều giờ đã khiến nhiều khu vực bị ngập lụt, chia cắt cục bộ. Chính quyền đang phải di dời khẩn cấp dân trong lòng hồ thủy lợi. Ông Lê Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, nước đã ngập một số trường học và đường từ trường về nhà, nên Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo cho một số trường nghỉ học. Ngoài ra, chính quyền đã thông báo trên loa phát thanh cảnh báo người dân các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đặc biệt là khu vực thôn 12, xã Hòa Lễ. Trước tình hình nước dâng cao gây ngập tuyến đường vào thôn Y Hăng, xã Cư Gram, huyện Krông Bông, chính quyền địa phương đã tổ chức chốt chặn, túc trực để ứng cứu. Đoạn đường này bị ngập, nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, khiến khoảng 100 hộ dân thôn Era Hăng bị cô lập. Tại huyện Embrac, tỉnh Đắk Lắk, hiện đang dồn lực lượng vào xã Cư San, nơi lòng hồ thủy lợi Krông Bắc, di dời khoảng 100 hộ dân trong lòng hồ thủy lợi lên khu vực cao hơn. Lực lượng quân đội công an đã mang theo cano cùng các lực lượng khác đang tập trung tại xã Cư San để ứng cứu người dân. Ngày 10 tháng 11, công an huyện Lạc Dương cùng lực lượng kiểm lâm đã khám nghiệm tiểu khu 132 thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhiêm và công ty thủy điện du lịch sinh thái Thác Rồng để điều tra. Hơn 6.700 m2 rừng thông và lá tự nhiên đầu nguồn sông Đa Nhiêm ở huyện Lạc Dương đã bị đốn hạ, nằm la liệt. 6.750 m2 rừng tự nhiên bị phá, ước tính có gần 100 cây thông bị đốn hạ với hơn 100 mét khối gỗ. Các cây bị chặt nhựa còn mới, lá vẫn xanh. Nhiều lóng thông bị đốt bỏ trải dài từ sườn đồi xuống ven suối. Khu vực rừng bị phá nằm cách quốc lộ 27C chừng 10 km. Một cán bộ quản lý rừng nhận định rằng có thể rừng bị phá vì mục đích lấn chiếm đất sản xuất nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết,
Từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 10, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, 0,35 hectare rừng bị ảnh hưởng, thiệt hại gần 40 mét khối gỗ tròn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Vũ Bảo Trinh, 47 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Nam Thị, trụ sở tại quận Bình Thạnh, Tô Văn Chí Tâm, 37 tuổi và Hoàng Thái Anh, 48 tuổi, vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Nam Thị đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua dự án chung cư La Bonita. Vào năm 2010, công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Nam Thị đã ký kết với công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn MTV Cao Su Việt Nam hợp đồng tín dụng vay 95 tỷ đồng và các hợp đồng thế chấp bao gồm toàn bộ khu đất tại số 68 đường D2 và tài sản hình thành trên đất, kể cả tài sản hình thành trong tương lai. Trong thời gian thế chấp, hợp đồng quy định không được chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp, cấp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận thế chấp. Tuy nhiên, công ty Nam Thị đã ký kết nhiều hợp đồng mua bán căn hộ, sang thương mại với khách hàng. Kết quả điều tra xác định đã có tổng cộng 30 căn hộ ký trùng hợp đồng bán cho 72 người. Tổng số tiền mua căn hộ là hơn 190 tỷ đồng. Bà Vũ Bảo Trinh đã có nhiều hành vi gian dối, vi phạm pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản. Các thủ đoạn bao gồm ký hợp đồng mua bán cùng căn hộ, sang thương mại thuộc dự án chung cư La Bonita cho nhiều người, thay đổi tên, ký hiệu căn hộ, thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp nhằm để khách hàng nhầm tưởng là mua bán căn hộ khác nhau, hoặc lừa chủ sở hữu mới tiếp tục thỏa thuận với khách hàng. Các bị can Hoàng Thái Anh và Tô Văn Chí Tâm đã giúp sức tích cực cho Trinh lừa đảo tài sản thông qua việc đứng tên đại diện công ty Nam Thị, trực tiếp ký hợp đồng mua bán cùng căn hộ cho nhiều người. Sau đây là những thông tin cập nhật trên thế giới. Đại sứ quán New Zealand đã công bố khoản cứu trợ khẩn cấp trị giá 170.000 đô la New Zealand, tương đương khoảng 2,7 tỷ đồng Việt Nam, cho cộng đồng các tỉnh miền Trung Việt Nam đang chịu ảnh hưởng lũ và sạt lở. Tình hình mưa lũ sạt lở tại miền Trung đã gây ra hậu quả nặng nề cho người dân trong thời gian gần đây. Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam cho biết, khoản cứu trợ này bao gồm 150.000 đô la New Zealand thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF và 20.000 đô la cho Quỹ ứng phó thiên tai khẩn cấp của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới World Vision. Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews gửi lời chia buồn chân thành nhất tới cộng đồng và gia đình các nạn nhân của những trận lũ và sạt lở đất nghiêm trọng trong thời gian vừa qua. Khoản cứu trợ sẽ hỗ trợ cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết và giúp các gia đình tái xây dựng cuộc sống. Khoản cứu trợ đầu tiên tập trung giải quyết các nhu cầu tức thời của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, bao gồm việc cung cấp nước sạch, vệ sinh, khử trùng, đảm bảo thực phẩm, nhu yếu phẩm, bếp nấu ăn và tiền mặt. Khoản cứu trợ thứ hai sẽ góp phần hỗ trợ để khởi động các hoạt động sinh kế bền vững và linh hoạt nhờ vào các khoản hỗ trợ tài chính. Ông Richard Bilger, giám đốc giám sát các hành vi phạm tội liên quan đến bầu cử của Bộ Tư pháp Mỹ, đã từ chức hôm 9 tháng 11. Ông Bilger đã chính kèm thư từ chức của mình theo một thông báo với đồng nghiệp qua thư điện tử, nhằm phản đối việc Bộ trưởng Tư pháp William Barr ủy quyền điều tra những bất thường trong kết quả bầu cử. Giám đốc Richard Bilger đã thông báo với đồng nghiệp qua thư điện tử rằng Bộ trưởng Tư pháp đã ban hành một chính sách quan trọng mới thay thế chính sách không can thiệp, thứ đã 40 năm tuổi, để điều tra gian lận phiếu bầu trong giai đoạn trước khi bầu cử được chứng nhận và không bị kiểm chứng. Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã yêu cầu giới công tố viên điều tra cáo buộc về những hành động trái quy định trong bầu cử Mỹ nếu có cơ sở. Tuy vậy, vị Bộ trưởng đã không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy Bộ Tư pháp Mỹ có căn cứ để ủng hộ tuyên bố từ Tổng thống Donald Trump về hành vi gian lận trong đợt bầu cử 2020. Theo hãng tin AP, ngày 8 tháng 12 là hạn chót để các bang giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về kết quả bầu cử, kiểm phiếu lại. Sau đó 3 ngày, các bang buộc phải công nhận kết quả bầu cử. Ngày 14 tháng 12, đại cử tri đoàn tại mỗi bang sẽ bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống giành chiến thắng tại bang đó. Theo thông báo đăng trên trang web, cơ quan giám sát y tế quốc gia Brazil Anvisa đã tạm dừng các thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine CoronaVac của hãng dược Sinovac Trung Quốc. Anvisa viết rằng việc thử nghiệm giai đoạn cuối đối với vaccine của Trung Quốc bị tạm dừng vì lý do xảy ra một sự kiện bất lợi nghiêm trọng. Thông báo của Anvisa viết, với sự gián đoạn của nghiên cứu, không có tình nguyện viên mới nào có thể được tiêm chủng. Hiện cơ quan này đang phân tích xem có nên tiếp tục nghiên cứu hay không. Trung tâm nghiên cứu y sinh bang São Paulo của Brazil, Viện Butantan, hiện đang thử nghiệm vaccine Sinovac đã rất ngạc nhiên trước quyết định của Anvisa. Ông Dimas Kovac, giám đốc Viện Nghiên cứu Butantan cho biết, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng, một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm đã qua đời, nhưng nguyên nhân không liên quan đến vaccine. Đại diện của hãng dược Sinovac Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.
Việc dừng và điều tra các tác dụng phụ nghiêm trọng không phải là hiếm trong các thử nghiệm thuốc quy mô lớn. Một khoa học Trung Quốc cho biết, công ty của họ đã thử nghiệm vaccine giai đoạn cuối trên 60.000 tình nguyện viên, nhưng không có báo cáo nào về tác dụng phụ nghiêm trọng. Các nhà khảo cổ Hy Lạp tuyên bố họ đã phát hiện một kho báu khảo cổ vĩ đại trên hòn đảo không người ở biển Aegean. Trong đó có một tòa vương cung thánh đường lộng lẫy của vua cướp biển Clonketis, từng hoạt động vào thế kỷ 4 trước công nguyên. Cuộc khai quật của Bộ Văn hóa Hy Lạp đã tìm thấy nhiều kiến trúc cổ xưa lộ diện trên hòn đảo. Nổi bật nhất là một tòa nhà được xây dựng như pháo đài bảo vệ hòn đảo. Bên trong có nhiều cổ vật bao gồm một bia khắc đá bí ẩn nói về vua cướp biển khét tiếng Clonketis. Những dòng chữ cho biết vua cướp biển Clonketis thời bấy giờ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều dân cư trong vùng, nhưng cuối cùng đã bị chính quyền Athens đánh bại. Ông đã từng hùng cứ hòn đảo này và rất nhiều đảo lân cận. Pháo đài gồm 15 căn phòng rộng rãi bên trong những bức tường đá khổng lồ, đồng thời là cửa ngõ dẫn đến cảng biển trọng yếu, được xây dựng bởi đế chế Byzantine cổ đại. Một tòa vương cung thánh đường chắc chắn từng rất lộng lẫy cũng được tìm thấy gần đó. Trong hai công trình nói trên, các nhà khảo cổ đã tìm được rất nhiều cổ vật quý giá, nhiều nhất là các mảnh gốm. Ngoài vua hải tặc, nhiều con người thuộc những đế chế khác nhau đã từng ngự trị trên hòn đảo này liên tục từ thế kỷ thứ 12 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 7 sau công nguyên, cho đến khi dịch bệnh buộc những cư dân cuối cùng rời khỏi đảo. Các nhà khảo cổ nhấn mạnh rằng nghiên cứu chỉ mới bắt đầu, nhiều cuộc khai quật khác đang được chuẩn bị. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin 6 giờ sáng của Vietnam Top News xin phép được khép lại. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn thông tin uy tín hàng đầu, thì đừng quên subscribe ngay kênh YouTube của chương trình nhé. Kim kính chúc quý vị có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin 12 giờ 30 phút trưa nay.